Cái nạc ở đây này. Ui đồng. Nhỏ coi. Ô đồng. Nhưng mà ra mờ của ông thấy đường nó hung hơn. Còn ông to gấp 3, gấp 2 con này. Mọi người thấy nó nhỏ không? Mặt con chạy rồi đó. Anh em chúng tôi đi chiêu tầm am. Và cái bông này là cái bông cây gọi là cây mân lé, giống như cái bông cây đồng đình vậy, cái loại giống như cây ca. Nó có cái đùm bông này. Và am hắn tới cái bông này nó ăn. Và tôi đang theo dõi nó để mà chiêu tầm kiếm chỗ nó đốt cho mọi người xem. Đây, đây là những con am vui tính. Đi sáng sớm đi đây là cái cây có cái bọng am trong kia, vì nó hung nó kén quá cho nên là đi qua ngàm cho với lại rìu búa vô lửa cái cây to này ra để mà tái này. Hôm nay là chịu, không có đùn kìa, đi tay không. Thôi cà phê bà Long chào mọi người ơi, đi chặt cái con này. Hôm nay anh em vào lái tụi ông ăn bọng. Bây giờ chặt cái cây này làm cái con cấp cho vô cấp để chặt hả tụi ông bọng. Có cái lỗ này lỗ này phía dưới mình phía dưới ố đó là hố các bạn này, là một con sông, con suối. Mình đang ở trên đào hố. Ở đây quang cảnh rất là đẹp, đá này, đá gành đá này. Mình lướt qua một vòng tròn nhỏ nhỏ cho các bạn xem, mọi người cùng xem. Đây đồng đội mình đang đang vốc cái cây làm cái con cấp đây. Tôi cầm cái cây này bỏ lâu rồi được, chắc lao to có lùm lợp, nhưng mà cái cây chắc quá mình phải lùm cái con không chắc. Mình hôm nay mình bữa cây này khá to các bạn ơi, khá to, thời gian khá lâu. Ngày mai mình lấy bùi lan các bạn. Dưới kia gặp ổn rú nữa, mà gặp thêm gặp thêm một tòa ong nữa, nhưng mà hôm mua rảnh rồi đấy. Mấy ngày hôm nay đi có hàng trúng đậm á các anh em. Ngày hôm qua cũng có khá lan, chưa gặp tụi ông, hai tụi ông. To quá ai. Đây là cái này của anh em này, một cái để đào, một cái để chặt, hợp lý. Hiện tại đang tra cái cấp vào cái cán. Tát rồi. Mình chơi mà chặt là mình bỏ. Ê mọi người, mình sẽ làm chặt tổ ong bọng vô cái cây to này này. Nó đáng vào trong này đi theo đồng đội mình. Con ong khá to các bạn ơi.
Đây đồng đội mình đang xông khói nha, khỏi cán. Đang lái rác xông khói cho ăn khỏi cán. Ăn bọng này giá trị tiền cũng không cao lắm. Cẩn thận. Mà con ong này là nó có nạp, nó chích cũng không đau như con mấy con ong trên cây cao đó. Giờ đồng đội đang xông khói cho nó xài khói nó khỏi cắn. Tí nữa mình bắt con ong cho các bạn xem, con ong này mình sợ nó cắn. Đấy, xông khói đây, những con ong đi về đang cắn này. Xong khó, xong khó cho ong nó sai. Ong sợ khói. Ong này nó cắn rồi mình mới làm xong khó các bạn mọi người nha. Ong không lắm. Ong mà không có nạp, ong rú ở trong bọng mà không có nạp á. Cái da giòn kìa, đụng cái da giòn. Ong mà không có nạp là mình không xong khói. Ong có nạp là mình xong khói thôi. Cái cây này to quá, anh này mà nó rộng không biết đoạn mô. Thấy cái chỗ này phần nhất là những cây để chặt đó. Cái chỗ này phần nên chặt đây nè. Đúng cân. Cây này rất là khá cứng, khá to. Cây này sắp chết rồi. Cái sắp chết ong nó đáng bọng vô, nam hay nam là nó chết luôn. Thôi, trừ chặt. Đó tụi ong. Ê mọi người, mình sẽ chặt cái nhánh vàng này cho đồng đội à. Mình đã chạy xong. Đây mọi người, cái cây này gồm có bên to, bên nhỏ. Thì mình đoán chắc cái bọng nằm ở phía bên to với bên nhỏ nó không có bọng để ăn nằm rồi. Nên phải chặt bên đó. Nó đi chùm lên. Đang mở cái bọng. Gần tới rồi. Cái bọng là không biết cái bọng nó đi lên phía trên hay là xuống phía dưới. Tới châu đất cùng. Chắc phía dưới rồi. Bọng ở trên rồi anh em. Rồi, đã thủng vô cái bọng. Rồi tới ăn qua đó. Ủa cái nó. Cái nạc anh em này. Ui đọc. Nhỏ nhỏ cái. Nghe mùi rồi. Khoa lại. Được ăn nó ba nó kém liền. Cô lại. Cái nạc của đồng đội vừa bị cán theo mọi người. Ô đau. Camera mờ quá không thấy đường. Đây mọi người, mình gặp bữa bọng cái mình gặp một con sùng. Sùng cái rất là ngon, nước ăn ngon lắm, nước ăn rất là ngon các bạn.
Bác coi đi chí bùng bùng nướng ăn, coi gặp con mồi này không? Bác để lại đi. Đây các bạn này, nếu như nhiều mà sẽ nướng ăn, còn ít quá thì thơm lá. Thì lợi giữa ha. Hiện tại đang mở cái mặt cũng khá to này. Mà mở ở trong dưới đi chăng rồi. Cái mặt khá to vào chúng ngay cái đít của đây. Ở trong này có đất cái này nè. Đất ở trong này, phía dưới đít đang có đất. Còn cái này nó ăn nó làm mà ăn phiệt, ăn lên. Sáng hôm nay giọng mình hơi rè rè các bạn ơi. Nói nó nghe nè không có rõ lắm. À, tưởng mua là ở đây mọi người may mắn quá, chúng mày cái tàng quả đó luôn mọi người nè. Hồi nãy là mát cái lớp đất á, hồi nãy dưới lớp đất mình thấy không rõ. Ồ hay quá, sáng hôm nay chắc là theo cái lớp đất nó ra tiết mình chặt chứ không bị bọc luôn. Mình lái mà cái tàng này là đang gì, đang mơ cá mới gì, mới sốt không? Chưa thấy được cái tên nó không? Chưa có cái gì, chờ một xíu vào bên trong. Rụng luôn mày. Ui con to. Ừ. Cái ta bắt đi. Ôi đừng có kén con nè. Ui con non mà y tấm y luôn. Dạ không biết. Hàng chi nã vừa vô ổ, hàng chi vô đất mình liền. Đồng đội mình bữa trong ô trong cái tổ đỡ cá không á, chỉ có mặt. Mới cá này, mới cá cho mấy, chưa có mặt. Cái tầng này nè. Bữa giờ này con nãy cái lá đang gì. Hôm nay nó cắn mọi người nha. Hôm nay nó có nạp. Nó sẽ cắn á. Phá nhà nó, tất nhiên nó sẽ cắn. Cũng giống như con người thôi. Phá nhà sẽ bị họ đánh. Ui, còn vô trước mặt con rất miếng đau mệt. Bác không chú ơi. Anh này bác không chú à. Hiện tại thì mình thấy được nó có 3 tầng ở đây này, 1 2 3. 3 tầng mà nó lồng dọc xuống như thế này. Đây, cho các bạn xem con ong của nó này, con mẹ nó đây. Ong. Bây giờ là đang lái. Đang lái tầng của nó ra đây. Cái bọng của nó dẹp coi bạn, có mặt không? Ngon nồng. Nghiêng ngon nồng này. Cá à? Nó nói mình bỏ đây mình lấy con non này mình nướng chứ mà kẹt ở chứ nướng này. Ngon quá. Đây là miếng con non mọi người. Mình cắt con đỏ này. Đây, miếng con non. Cái con mặt bây giờ ơi. Rồi, gặp một tổ có mặt. Con mặt. Kia luôn à? Ừ. Cá, là con nâu nữa. Ồ, hoa bà này nhiều đang chưa có mặt hả? Hôm nay còn sớm quá. Mặt ít chứ không phải không có nữa chứ. Ít. Con nâu mình ăn con nâu đi. Mình bán mình ăn thì được. Phấn hoa nhiều ít quá. Mới lồ mà ăn. Bên này hoa nở rồi mà ăn ít à? Ít mặt. Đây cục mặt ra mọi người. Đứng cục mặt đây. Đây là cục mặt. Mặt cá là một chung. Để ra về nhà bác. Ăn nè.
cho bọn thu cập chưa. Đây mọi người, đây là cục mặt đồng đội mình lá cho mình đây. Ồ, nó chạy lên tay. Đây mới là cục mặt này, cái cục bọn nấm là vừa cái vừa mặt mình ra mình chơi luôn cái cục mặt này, nó thiệt luôn à. Mặt không luôn này, thấy không? Ăn đây. Đồng đội mình đồ ăn cục mặt. Còn mình thì vẫn còn nguyên, đang còn cục cái với mặt. Nó chạy tùm lum la luôn nè. Đấy. Nghe còn chả. Thôi giờ mình ăn rồi nha. Thử ngon không? Ngon quá. Đây, cục mặt thứ hai mình sẽ ăn nốt. Nói chung là mình lái chừng đâu mình ăn chừng đó. À, mọi người thấy nó nhỏ không? Mặt con chạy rồi đó. Ngon. Đây cục mặt thứ ba mình sẽ ăn. Mặt này rất đặc biệt bạn, nó ngọt ghê, nó ngọt con thơm phức luôn à. Bù vô. Ngon ngon rồi, kẹp chân vô mình ăn luôn. Ngon béo lắm. Ngon lắm á. Ông đội đang ăn con non với lại mặt ăn chung chưa, này không đói rồi. Hết rồi mọi người, còn cái tầng nữa để lại cho hắn thì còn một cái đằng này không có mặt không có gì hết á, cái bọng nó nhỏ thôi các bạn. Hôm nay mới làm mọi người, đây ăn đây. Đây mọi người, đây là con ao ao này, đây con bọng này nó cắn con nên con nào ông mặt, ông mặt nó hung hơn con ao to gấp 3, gấp 2 con này, gấp 3 con này. Con ong mặt nó đông lên cây cao. Con này là con ong bọng, nó nhỏ. Đấy, nó cắn bằng mình rất là nhiều nè. Đây mọi người, đây con ong bọng đây. Rồi, quá đẹp. Đây là con ong bọng nha mọi người. Ong này nó cắn mọi người nha. Nó cắn chứ không phải không cắn đâu nghe. Nghe mọi người, số lượng ao mà giờ đang ít. Ao này bác ông chúa được nghe. Nghe mọi người. Còn ao bác giờ thân đấy. Bác ông chúa gì nuôi ra nghe. Còn ao mà tân cây cao cây to bằng như chiếc đũa nữa, không giống bác ông chúa nghe. Hôm nay bác nghe. Nghe mọi người. Rồi, bây giờ mình phải lui quân. Rút lui. Ao thì mặt đã lái xong. Giọng thì cũng đã lái rồi. Ao này cũng hết. Giờ mình đi làm việc khác. Đây, đây là nhộng mọi người. Nhộng mình lái được 3 tầng, 1, 2, 3. 3 tầng là nhộng nè. Nhộng này sập mình nướng mình ăn. Nướng ăn tại chỗ luôn. Được kìa. Sáng hôm nay bữa tụi ăn bọng này không có mặt nhiều. Ăn mới làm. Nhưng mà anh em được một bữa no đấy. Ăn mới làm nhưng anh em ăn tại chỗ luôn. Ăn tại chỗ luôn cũng khá ngon, ngọt lắm ấy. Cái lóa tầm phục này mình cũng phải nướng luôn cho nó lóa túi rồi mọi đời cả. Bây giờ đang bất lóa tầm phục. Cứ gạt em luôn đi làm việc khác. Go go. Sáng hôm nay là tụi ăn bận trong dân có mặt nhiều xíu. Vì chia sẻ cho mọi người. Mặt không có. Có một tầng có xí xí, lộn một cái. Anh em xử luôn tại chỗ luôn rồi. Đồng đội mình thì đang tháo cái rìu ra. Lấy một cái lưỡi bỏ cán đi. Đang đi rửa cái lót tầm phục. Bây giờ mình lồn, mình ngồi mình nghỉ, rửa lót tầm phục cái chạy là công an mà nướng bố đây rồi, đặt lửa đò chá rồi nè, đá đây đó à. Ừ. Nó rửa ra thôi chứ chị đó lót quá cho nướng này chín rượu quá ngon. Bây giờ đứng tại chỗ ăn luôn nha.
chết. Cũng bị thai. Ờ. Không không không, bỏ nằm xuống đi chứ. Bỏ nằm xuống. Khô nó đã. Trời thầy ơi. Ăn. Ăn nhau. Hành gói bánh chưng ra cá quặt. Thì mình cứ lồn vừa lồn mình nói cho vui chứ đang không nói cho luôn các bạn. Hả? Đây, còn lại miếng này không biết anh có lồn luôn không? Nếu như ăn ngon thì nướng luôn chứ. Mình nói chắc để chưa ăn sống. Dành chưa ăn ăn nhím. Trừ là bắt đầu bỏ vô nướng luôn. Còn không vui. Còn có thầy chuyên nghiệp. Còn vui vãi. À, sao? Cho mình, cho mình đứng cho. Anh lồn sao mình nướng cho anh này. Đây, đây là con nông mọi người. Con nông là nướng xong. Mời mọi người ăn với mình nha. Mời mọi người ăn ông non. Ông non nướng nè. Hai mời mọi người. Đây, mời mọi người nha. Nóng. Ăn. Ê mọi người, ăn hết rồi. Mình Lâm ơi. Thôi, chào mọi người nha. Mình phải đóng máy nha. Chúc mọi người sức khỏe. Xem kênh vui vẻ. Thấy hay đăng ký ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn mọi người. Tiếp theo ngày mai là mình sẽ quay phim về cái lấy lan cho mọi người xem. Hôm nay mình đi tìm lan đây. Sáng hôm nay lấy từ ông rồi. Chờ mình đi tìm lan.
các bạn theo dõi kênh để xem mình lái lan nha.